quay từ đầu luôn. Xong rồi mát cái gì mà nhìn chéo chả ra gì. Nhưng mà nhìn thế thì thế thôi. Ê, gì à? Đạt đó, đại đó. Chú đứng gì á? Chú đứng không? Hôm nay lịch sự thế. Hôm nay lịch sự thế. Biết đâu khi hai đứa xuống làm cùng. Là đi học thôi. Hả? Ôi giời ơi. Chưa nó cho khoảng vào. Ôi giời ơi. Bây giờ ba bố quan dạ. Về đâu? Dạ. Về có lấy vào không? Anh mới em đi, anh mới em đi. Biết nào? Làm gì biết nào? Ô sao trong nhà bé ta? Ôi cậu! Cậu! Cháu đầu cậu! Hả? Nghe con phim mà em. Để lại để tí thôi. Gầy gậu gầy quá. Nhìn ai em gầy luôn đấy. Máy đâu? Máy đâu? Ô! Ô! Biết tao là em. Sao nó hiền vậy? Ê ê ê. May có tao là hôm nay chết rồi đấy, hôm nay mày lên đĩa rồi đấy. Lấy nồi lào sao? 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 Đứa này wifi nào đấy? Để vào trong bếp ra. Thế cái này nó toàn báo đa cái nỗi không à? Ô nhưng mà sao lại có hai? Sao lại có hai wifi? Cái nhiên nhiều anh em Đức này không biết mật khẩu. Đi, anh mày đi đi. Mua gì cơ? Đi cầm đi mua cho. Đâu lấy xe coi bình rồi đi. Ô bình. Cái kết bia đây. Đây xe máy á. Đi mai anh phải đi đi. Bây giờ xe máy đâu? Alo chìa khóa đâu? Không phải đi xe kia để cho dễ. Đâu rồi? Đi ngay. Đi xe kia. Đi được mà. Trời ơi. Con này lên xe mình. Đây thế đi xe của em. Đức đi luôn đi. Ô. Thế chìa khóa đâu? Bình An ơi. Phải an anh nhìn nhớ ra luôn đấy. Bảo chưa? Hai người ông nhìn xem một cái bia nữa. Đức này, anh mày đi. Thôi để anh Đức đi. Thế. Thơm thì thôi. Mai bọn mai vào giải chiếu hết ra thôi. Có này cậu có tu ở trong linh điện. Mai giờ cao nhỉ? Thằng An đây sao? An à này, ra sao? Bây giờ mình mới toàn trâu quá. Ai à? Họ như người iPhone 5. Không, chất lượng hơn. Chất lượng. Ừ, nhưng mà anh thích iPhone 5 thì nhìn dáng đẹp. Dáng đẹp hơn nhiều. Không thích 6, 6 chết nhỉ? Con này trông rung rung tốt rồi con này. Ui giời, nhức nách luôn á. Thế anh dùng điện thoại anh quay bắt rung rung, nhìn chán chịu được. Rồi ạ, rồi ạ, rồi ạ. Lặng, cũng lặng quét đi nhỉ. Con này bao nhiêu, tính từ Việt Nam này bao nhiêu? Kinh ngang con đấy à, con đấy, con đông rồi chưa?